Lại thêm một ngày, chỉ số chứng khoán Dow Jones bay cao. Kết thúc phiên trao đổi ngày thứ sáu cuối tuần, chỉ số chứng khoán này đã tăng đến 237 điểm, tương đương với 0.7%. Hiện Dow Jones đang ở mức 34.428 điểm. S&P 500 ghi nhận mức cao mới khi tăng thêm 14 điểm vào hôm nay, hiện đang ở mức 4.278 điểm. Nasdaq chỉ giảm nhẹ chưa đến 10 điểm. Thời tiết tại dùng B cuối tuần này ra sao? Đây là weekend chót của xin lỗi weekend đầu tiên của mùa hè. Tuy nhiên, trời lại không quá nóng giống như là cuối xuân. Cụ thể, mức cao nhất tại dùng B vào ngày hôm nay ở khoảng 88 độ, tức là ấm hơn hôm qua đôi chút, ấm hơn đầu tuần khoảng 6 đến 8 độ. Ngày mai thì nóng thật sự quý vị, hai ngày cuối tuần nóng thật sự. Thứ bảy 98 độ, chủ nhật 94 độ, thứ hai 92 độ, thứ ba 96 độ, thứ tư thứ năm tuần tới 92 độ, gần như là ấm hơn so với bình thường vào khoảng trên dưới 10 độ. Một lần nữa cuối tuần này trời nóng nhưng không quá dữ dội như là những ngày thứ tư, thứ năm, thứ sáu của tuần trước. Trong khi dùng B thì nóng ở khoảng 98 là tối đa. Thì các thành phố ở vùng Tây Bắc của Hoa Kỳ, trong đó có Seattle, trong đó có Portland lại bị xem là nóng nhất từ 12 năm qua. Đợt nóng sẽ lên đến cao điểm vào Chủ nhật tuần này khi 13 triệu cư dân ở Washington, Oregon, California, Nevada, Idaho và Montana gặp nhiệt độ vượt lên trên 100. Vào cuối tuần này, nhiệt độ tại Spokane của Washington lên đến 108, Seattle 103, Portland 107, đây là các nơi mà nhiệt độ rất mát mẻ vào mùa hè và lạnh vào mùa thu mùa đông, nhưng cuối tuần này họ ghi nhận trên 100 độ. Las Vegas cũng sẽ nóng trên 100 độ vào cuối tuần này, tương tự là Phoenix của tiểu bang Arizona. Chương trình tin tức hôm nay được sự bảo trợ của chuyên viên địa ốc và tài trợ Côn Trần. Anh Côn Trần rất bắt tay trong chuyện mua nhà, bán nhà, dây mượn nợ. Lãi suất hiện được cập nhật như sau. Cho khoản vay 548.000 đồng, 15 năm fix 1.99%, 30 năm fix 2.75% đến 2.875%. Anh Công Trần còn giúp quý vị bán nhà một cách nhanh chóng với nhiều quyền lợi listing nhà một cách phù hợp nhất. Gọi anh Công Trần để được tham khảo và cập nhật thêm thông tin về lãi suất mới nhất 408 509 2124 408 509 2124. Dùng dịnh San Francisco đã đạt được mức miễn nhiễm cộng đồng. Theo báo cáo gần đây từ cơ quan y tế khoảng 80 phần trăm người trưởng thành tại dùng dịch San Francisco đã có kháng thể chống virus Corona tăng từ mức 70 phần trăm của tháng trước đó điều này có nghĩa cư dân của dùng dịch có thể rất an tâm khi bước ra phố mà không lo ngại bị virus Corona tấn công hay kể cả tham dự các sự kiện trong nhà mà không cần đeo khẩu trang tỷ lệ miễn nhiễm cộng đồng của tiểu bang California cũng chỉ thấp hơn chút xíu so với dụng dịch San Francisco hiện đang đạt mức 76.6%. Theo các chuyên gia y tế, để có cơ hội miễn nhiễm cộng đồng, một địa phương, một tiểu bang hay một quốc gia cần đạt được tỷ lệ chích ngừa hơn 70% và cộng luôn số người chưa chích ngừa nhưng họ đã từng nhiễm virus corona trước đây nên họ có khả năng miễn dịch bệnh. Trong khi nước Mỹ, tình hình vẫn chưa sáng sủa gì bởi nhiều tiểu bang ở miền Nam chỉ đạt tỷ lệ chích ngừa COVID-19 trên dưới 50%. Ở California, các báo cáo gần đây ghi nhận gần như tất cả các ca tử vong vì COVID-19 đều là do chưa chích vaccine ngừa dịch bệnh. Từ đầu tháng Giêng cho đến giờ, tổng số ca tử vong trên toàn tiểu bang Cali chỉ là 54 người mà thôi, tức là khoảng 0.15%. Tỷ lệ nhiễm bệnh và nhập viện trong số cư dân Cali đã chích ngừa rồi, thấp hơn 80% so với thành phần chưa được tiêm chủng. Trong số cư dân Cali, những người trẻ chiếm tỷ lệ rất thấp trong việc tiêm chủng. Chỉ có 40% người từ 12 đến 17 tuổi đã có vắc bảo vệ so với 64% với thành phần từ 18 đến 49 và 78% với những người từ 50 tuổi trở lên. Quay sang phần tin từ Miami đã xác định thêm những trường hợp tử vong mới do vụ sập chung cư ở thành phố Sapphire gần Miami nguồn tin cập nhật cho đến giờ phút này cho biết bốn người chết, 159 người chưa được tìm thấy trong vụ sập tòa chung cư ở gần Miami. Công tác cứu nạn vẫn đang tiếp tục khai triển sau khi một tòa chung cư bị sập ở tiểu bang Florida vào ngày hôm qua. Tới nay đã có bốn người thiệt mạng và 159 người vẫn chưa được tìm thấy. Các hoạt động cứu nạn đã bước sang ngày thứ nhì trong điều kiện nguy hiểm để tìm kiếm 159 người đang được cho là mất tích sau vụ sập chung cư 12 tầng tại quận Miami Dade ở gần thành phố Miami sáng sớm hôm qua. Tổng thống Joe Biden đã ban hành tình trạng khẩn cấp và chỉ thị khai triển các nguồn lực liên bang giúp tiểu bang Florida khắc phục tai nạn khiến ít nhất 4 người thiệt mạng. Hơn 130 lính cứu hỏa đã được khai triển tại hiện trường cùng quân khuyển và các thiết bị chuyên dụng để tìm kiếm người sống sót các toán cứu nạn đã giải cứu được 37 người sau vụ sập nhà vào sáng sớm hôm qua.